Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người xoải đá cũng thành cơm. Đó là hai câu thơ trong bài thơ Bài ca vỡ đất của thi nhân Hoàng Trung Thông, sáng tác năm 1948. Chúng ta đoàn áo vải, sống cuộc đời rừng núi bấy nay. Đồng xanh ta thiếu đất cày, nghe rừng lắm đất, lên đây với rừng. Tháng ngày ta góp sức chung, vun từng luống đất, cuốc từng gốc cây. Đường xa ta tới đây, trên đồi cây khát nắng, giữa hai dòng suối vắng, đoàn ta vui cấy cày. Bài thơ còn dài, cũng chẳng đọc hết được trong một video. Hai câu thơ mà mình tâm đắc nhất trong bài thơ đó là bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người xoải đá cũng thành cơm. Buổi chiều ngày 8 tháng 8 năm 2023, xin thưa với lại các thượng đế 63 tỉnh thành. Đây. Là ba chiếc đài. Đây là ba chiếc đài di và cờ có màu đen BC W47 màu đỏ. Nếu như mà những cái thằng cu con ấy mà nó nhìn vào đây thì nó phán ngay đây là đồ đồng nát, đồ ve chai. Thế nhưng không phải. Một vài chục năm nữa nó sẽ hiểu được đây không phải là đồ đồng nát, đây không phải là đồ ve chai. Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người xoải đá cũng biến thành cơm, xoải đá cũng thành cơm. Có sức người bỏ vào đây nó lại trở thành những chiếc đài hoạt động rất chi là tốt, rất chi là chuẩn, chứ không phải là đồ đồng nát với đồ ve chai. Kia nghe là mình biết rồi. Thế nhưng mà đấy là những cái lời của những cái thằng cu con thì nó mới nhìn mặt trời thì nó chưa hiểu được cuộc đời, thì nó nói thì kệ nó thôi nha. Đấy. Ở đây mình phải bỏ ra ba chiếc di và cờ BC47 màu đỏ. Đây. Di và cờ BC47 màu đỏ. Tháo ra để đánh rửa, vệ sinh, sàng lọc những cái nào còn dùng được thì lắp ghép vào thành một chiếc đài, thành một mỹ đài. Sau đó những chiếc nào chưa đạt tiêu chí về mỹ đài thì gọi là đài. Đấy. Đây ví dụ như đây này, đây là gãy chân ốc này. Đấy, gãy chân ốc như thế này thì không được gọi là mỹ đài. Thế còn nếu mà ví dụ như cứ để như ở đằng trước này thì gọi là gọi bừa gọi phứa đi thì cũng có thể gọi là mỹ đài được. Thế nhưng mà khi mà xoay ở bên trong như vậy thì nó kỳ lắm, nó kỳ lắm nha. Đấy, những mỹ đài là chân ốc không được gãy, phên vỉ còn phải đẹp, sạch đẹp nguyên bản nha. Đấy. Ở đây rất chi là may mắn, ba cái đài này thì được hai cái vỏ là đủ tiêu chí về mỹ đài. Đây là cái vỏ thứ nhất, đây là cái vỏ thứ nhất, chân ốc còn nguyên. Nãy giờ tháo ra ngồi cũng là sung sướng lắm, sung sướng lắm, hạnh phúc như người nông dân cày xong thửa ruộng ấy mà, sung sướng hạnh phúc lắm. Lên đầu bờ của anh như thế là bỏ cái bình tông ra uống ngụm nước mưa nhưng cảm thấy hạnh phúc sung sướng cái cuộc đời lắm nha. Ngửa mặt lên trời nói chuyện với hàng Nga này. Đấy. Hai cái vỏ này, đây cái vỏ này cũng còn nguyên chân luôn đây. Hai cái vỏ này thì mình sẽ tuyển lựa một cái vỏ đẹp nhất để phúc đáp một người thượng đế ở quận Cầu Giấy, thủ đô Hà Nội. Vì ngài quá tin tưởng mình. Xin thưa với lại các thượng đế 63 tỉnh thành. Đài mình lấy về, ngài chưa biết ở bên trong nó bét nhè hay là nó còn đẹp.
mà ngài chuyển thóc cách đây một tuần rồi. Có rất nhiều thượng đế chuyển thóc trước cho mình. Ngày hôm qua cũng một thượng đế ở đất mẹ anh hùng, đó là tỉnh Hà Nam, ngài cũng chuyển thóc. Trần Văn Chốt trước đài Nationa C39, ngài cũng chưa biết được ở bên trong nhân nó như thế nào. Còn rất nhiều ngài nữa, thế nhưng mà không thể kể hết được. Thế nên là mình chỉ còn có mỗi một cái cách là tìm những cái nào mà còn tốt, còn chất lượng nhất để phúc đáp tới những thượng đế đã gửi chọn niềm tin vào nơi mình rồi. Chẳng còn cách nào khác cả. Ở đây cái vỏ này cũng rất chi là đẹp. Thế nhưng này, đấy, đã được một cao nhân, cái chân ốc này nó gãy này. Đấy, cao nhân hàn bằng keo nến. Thì những cái chiếc đài mà bị gãy chân ốc như thế này thì được gọi là đài. Còn những cái chiếc mà không bị gãy chân ốc thì được gọi là mỹ đài nha. Thế còn cái về cái vấn đề hoạt động thì đương nhiên rồi, mỹ đài hay là đài cũng thế thôi. Về cái tiêu chí của người nông dân như mình thì nó rất chi là khắt khe. Đây này. Đấy. Cái này mặt tiền vẫn còn chân ốc. Vẫn còn chân ốc. Thế mới sướng chứ lị. Thế mới sướng chứ lị. Đấy. Đây bộ phên vỉ đây. Những bộ phên vỉ này thì đương nhiên rồi. Bây giờ sẽ coi như thế là tắm cho nó. Đấy. Cái này là chân lấm bùn nhá. Chân lấm bùn cắt nửa vầng trăng của nhạc sĩ An Thuyên thì phải nhá. Chân lấm bùn mà tôi ngỡ gót chân tiên ứ hử. Đấy. Cái này thôi, đừng thấy lấm lem bùn mà gì nhá mà lại không thích. Khi mà coi như thế là rửa chân lên một cái thì có khác gì chân tiên. Đừng thấy cháu bé mà chồng đấy, mai này cháu mà lớn nhá phải lòng cháu ngay. Tắm rửa xong sức nước qua vào thì thôi. Đây cũng vậy này. Đấy thì nó lâu ngày rồi nó thế thôi nhá. Đấy. Đây này. Thế tại làm sao vào đầu video mình mới bảo là bàn tay ta làm nên tất cả. Ở đây ví dụ mấy cái thằng cu con nó nhìn vào như này, nó bảo đồ đồng nát, đồ ve chai ngay, vứt đi ngay nhá. Thế nhưng mà các đồng chí cũng thông cảm cho, vì mấy cái thằng cu con ấy nó mới nhìn mặt rời, nó có hiểu được cái cuộc đời đâu, này nó như thế nào đâu. Nên là cái gì nó cũng quy sang đồng nát với ve chai nhá. Đấy. Đây này. Đây là bộ cơ này. Bộ cơ nó như thế này thôi, nó đánh rửa sạch sẽ lên. Bánh răng nào nó kém thì mình thay cái bánh răng khác, đúng không ạ? Đấy. Miễn làm sao mà coi như thế là âm thanh nó ra phải ưng cái bụng, phải ưng cái lỗ tai nhá. Đây bộ cơ nữa này. Đấy. Tháo ra 3 chiếc cơ mà. Tháo ra 3 chiếc để lựa chọn lấy một chiếc để phúc đáp người anh em có cái bụng tốt ở quận Cầu Giấy, thủ đô Hà Nội mà. Nên là chắc chắn trăm bó đuốc chỉ sẽ vớ được con ếch. 3 chiếc đài dồn lại kiểu gì cũng được một chiếc đạt tiêu chí về mỹ đài. Còn đây là loa này. 2,8 ohm 4W này. Đấy, China. Đây loa này. Cái loa này không biết là có phải loa zin hay không biết. Thế nhưng mà bên đây nó lại là cái loa này. Thế nhưng mà chắc mình nghĩ cái loa này mới là loa zin. Loa này tại vì mình tháo cái đài zin và cờ ra nhiều rồi. Đây nó có chữ zin và cờ này. Còn đây là có chữ Sony này. Đấy. Thế nhưng mà đây cũng vẫn là ở loa zin và cờ nhá. Nói cách khác là mình mua là bị người ta cháo loa. Ngày nhà người ta đổi loa nhưng mình không biết mà người ta cũng chẳng nói. Nhưng mà cái loa này mới là loa zin này. Zin và cờ thì bao giờ cũng vậy. Nó phải có chữ zin và cờ ở đây. 3,2 ohm. 8W nhá. Đấy. Thì đương nhiên rồi. Đây này. Đấy nó bụi bẩn đây rồi. Như vệ sinh sạch đẹp lên. Những chiếc đài mà đã qua mình tuyển lựa kiểm tra về vấn đề kỹ thuật thì thôi khỏi về bàn nhá, khỏi về bàn. Những cái loa mà còn zin thật chưa cuốn lại thì sẽ được ký tên Khang 1861 vào. Còn những cái loa nào mà không còn zin nữa thì cứ mà cho ăn kẹo. Đây này, loa không còn zin đây này. Đây. Loa Sony này. Đấy, loa Sony này đây này. Sony này. Đúng không ạ? Đấy. Đài zin vào cờ thì loa phải zin vào cờ chứ. Tất nhiên là đây này, người ta lắp vào đây thì nó cũng cùng một cái kích thước thì nó vừa thôi. Thế nhưng mà mình cái loa zin và cờ này mình cũng còn không có nhiều, nhưng mà chẳng có khoảng tầm 4-50 chiếc, không phải trên. Có thượng đế nào chiều hôm nay liên hệ với mình ngay, bảo mai gửi cho tôi 60 chiếc loa zin và cờ như này, chắc chắn 100% ngày mai sẽ có nhá. Vì bây giờ chỉ có ở trong nhà, chỉ có tháo xuống thôi, chẳng phải làm gì, chẳng phải đi đâu cả. Chẳng phải bảo là phải đi săn mới tìm.
Đấy. Thôi thì đã chia sẻ tới các thượng đế một cái cơ số món đồ thuộc radio cassette qua bàn tay rồi đục chấm móng cáy của lão nông Tri Điền, thì nó sẽ trở thành những mỹ đài, nó trở thành những chiếc đài, chứ không thể là đồ đồng nát với đồ ve chai được. Đấy, nhìn này thôi nhưng chắc chắn những thằng cu con mà nó xem được cái video này phát là có cái thằng mà nó gọi là cái tính nó mát tính ấy thì nó không sao, còn cái thằng mà tính nó không mát tính là nó bỏ ngay cái này đồ đồng nát với đồ ve chai ngay nhá. Thế nhưng mà kệ nó, việc mình chơi mình cứ chơi, đúng không ạ? Việc mình đam mê radio cassette, tại vì mình là những con người sống qua cái thời kỳ ăn mắm hút giỏi, nếm mật nằm gai, mặc quần thủng đít chơi đài Iro ông Tông nhá, nghe đài. Thế nên là việc mình yêu thích radio cassette thì mình cứ chơi thôi. Và mấy cái thằng cu con nó bảo bây giờ thời buổi công nghệ 5.0 với lại 6. nọ chấm kia với các thứ, ai người ta nghe đài thì kệ chúng nó nhỉ, nó có biết cái gì đâu. Mình trải qua cái thời kỳ này rồi, mình muốn quay lại cái ngày xưa của mình, những ngày xưa thân ái đấy nha, thì mình chơi thôi nha. Thôi xin phép dừng video ở đây, trân trọng cảm ơn các đồng chí, chào thân ái, xin chào.